Sơn La chú trở về Hà Nội thì con đỡ phải khổ sở cái vấn đề đi lại nhé. Cho chị Thu đi để chú báo là nếu chú ở Hà Nội chú xin đi đón nhé. Bệnh nhân thứ 6 được ông Đoàn Ngọc Hải chở miễn phí về quê. Cháu bé 2 tuổi, người Mông, bị rối loạn đông máu, được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ông Đoàn Ngọc Hải, ông có đến bệnh viện lúc khoảng hơn 2 giờ, đến rất là sớm, lúc đó bệnh nhân chúng tôi còn chưa thanh toán xong. Và anh ngồi nói chuyện với cả nhân viên của phòng công tác xã hội rất là vui vẻ, rất là thân thiện, rất là niềm nở. Ngoài việc đưa em bé và người nhà về quê, ông Hải còn dành tặng cho gia đình một khoản tiền nhỏ để làm chi phí mua thuốc, chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Lần này, điểm đến ở xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Sau hơn 5 tiếng, vượt qua cung đường 200 km, đây là xã Tân Lập, huyện Mộc Châu. Tài xế tuổi ngũ tuần cũng đã thấm mệt vì hành trình dài. Nhưng những lời chào, lời động viên hay đơn giản là những cái nháy pha của người đi đường khi nhận ra chiếc xe chở bệnh nhân miễn phí dường như tiếp thêm động lực cho cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, có cái gì vẫn rất là thà bác ạ. Cảm ơn bác ạ. Thank you.
10 ngày với hành trình hơn 3.000 km. Đối với ông Hải, xe cứu thương là nhà, vô lăng là gối ngủ và nụ cười của những bệnh nhân nghèo là cơm từng bữa. Có thể bệnh nhi ngày hôm nay sẽ không biết ông là ai, ngày xưa ông từng làm chức vụ gì. Nhưng em sẽ nhớ có một bác quần vải, mặc áo trắng, đi đôi dép tổ ong, từng đưa em về tới nhà mà không mong cầu thêm điều gì. Chiếc xe lại tiếp tục hành trình của mình, hành trình của tài xế 50 tuổi, đi tìm màu hồng trên từng cung đường của Tổ quốc.